Em nghe rõ, mọi người nghe rõ anh. Hình như là 4G của anh nó hơi yếu đấy. Không được, được, tốt rồi. Anh nói đi, nghe rất tốt rồi. Chào bạn Nguyễn với tất cả các anh chị em trên cầm nghe, cho anh em được 5 phút để tham tham gia với diễn đàn hôm nay hơi hot thì cũng vui vẻ thì cũng thêm một số ý kiến thế này. Về cái ý kiến thứ nhất của Sơn Tây Color thì mình nói thế này nha. Nói theo kiểu mà comment của bạn thì không biết là bạn comment vui hay là cả bạn comment có ý kiến gì, chứ tôi nói là đất nước Hoa Kỳ này đang là vận động là tất cả các công dân các quốc gia khác đầu tư vào theo cái là diện EB-5 là bạn biết rồi đó. 500.000 đô hoặc là 1 triệu Vâng. đô. 500.000 đô là chương trình MP3. Chương trình đất nước EB-5 anh. Vâng. EB-5. Chào và Giác Hồ. Morning. Tôi thấy là Sơn Tây comment cái này thì tôi giải quyết trước vấn đề này. Còn nãy giờ thì nói chuyện với bạn Dũng Võ đó. Thì tôi nói bạn thế này. Bạn đưa ra một cái ý niệm cũng tương đối là mới đó. Tương đối là mới. Đúng rồi. Tương đối là mới về cái Hoàng Hoàng Sa. Sa. Wow. Thì tôi nói với bạn thế này. Như bạn Nguyễn cũng đã phân tích với bạn rồi đấy, thì tôi nói thêm cái ý cái chỗ này. Nếu mà nói là dân chủ cộng hòa miền Việt Nam đấy, là Vâng. bạn theo bạn nói là cái miền Bắc đấy, Việt Nam thì Dân tại Chủ sao Cộng không Hòa. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là không ý kiến về vụ là Hoàng Sa? Thì tôi nói với bạn thế này, nếu bạn lập luận kiểu đó thì tôi lập luận cái kiểu này để bạn suy nghĩ nha. Thế thì vụ thảm sát là Mỹ Lai và những vụ thảm sát ở là miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Thế thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có lên tiếng không? Tôi hỏi ngược bạn lại vấn đề đó để bạn suy luận nha. Rồi tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Vì sao? Vì đó là ngoại giao. Mà tất cả các vụ thảm sát là thảm sát giết người dân Việt mình. Mà tại sao là cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa không lên tiếng như cái vụ thảm sát là Mỹ Lai, rồi những vụ thảm sát ở Quảng Ngãi, Quảng Nam. Đấy, thì tôi đưa một cái viện dẫn để cho bạn suy nghĩ thôi. Tại vì bạn 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 lập luận cái kiểu đó thì tôi nói theo kiểu lập luận này thì bạn suy nghĩ đi. Đấy. Đó là cái vấn đề ngoại giao. Mà tôi nói cho bạn biết, bạn phải suy nghĩ vấn đề cái Hoàng Sa chúng ta là bạn phải lập luận ở một cái chỗ thế này. Bạn thấy đau thương cho đất nước Việt Nam mình, là cái dân tộc Việt Nam mình bị hai thằng chóp bu nó ngồi trên đầu về chính trị, nó thương lượng đất cát của Việt Nam mình, đất cha quê tổ của mình là trên đầu dân tộc mình. Đúng. Đây là cái đau thương. Mà cái người miền Bắc đó, lúc bấy giờ tôi nói về lực lượng hải quân của miền Bắc là không đủ lực lượng, không đủ cái khả năng để chống với là cái quân bành trướng Bắc Kinh. Cho nên và đồng thời bên cạnh đó là họ hỗ trợ về vật chất. Thì chủ trương của người miền Bắc, chủ trương của Đảng Cộng sản là giải quyết trên trên là Đất trên liền bộ trước, trước. để thống nhất đất nước trước rồi sẽ giải quyết. Bởi vậy bạn, tại sao bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn vẫn lên án, vẫn tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, mặc dù là có Đúng. những điểm tranh chấp theo cái luật biển năm Tạm hai. 1982 đó. Thì tôi nói cái này để cho bạn Dũng Võ rõ. Và cái thứ hai nữa, tôi nói cho bạn Dũng Võ về cái chế độ bảo hiểm y tế. Thế thì bạn sống ở Mỹ, tôi không biết bạn có đi khám bệnh nhiều không. Như tôi nè, lớn tuổi rồi, tôi đi khám bệnh, tôi nói cho bạn biết. Trước đây, theo chế độ bảo hiểm y tế đó, thì chúng ta cứ đưa 25 đô vào gặp bác sĩ, thì khai bệnh thế này thế nọ. Nhưng đến giai đoạn này, theo cái sự lãnh đạo của là chính quyền Trump, thì chúng ta cũng đóng bảo hiểm bình thường như trước đây.
nhưng khi vào gặp bác xã một đồng nào cả. Nhưng mà khi bạn về đó gửi cái bill về, nghe, tôi nói cụ thể như trường hợp của tôi nè, mới đây nhất, chứ tôi nó không nói là những cái trường hợp mà tôi bệnh những cái lần trước. Tôi nói với bạn nghe, hai ngón tay tôi thoát vị địa điểm. Tôi đến tôi gặp bác sĩ một tiếng đồng hồ, và bác sĩ yêu cầu tôi đi chụp hình phim X-ray phim của hai ngón tay. Tôi đến bệnh viện tôi chụp 5 tấm. Và khi tôi trở cầm sau một tuần lễ, tôi cầm cái kết quả đó, trở ngược lại bác sĩ, là bác sĩ gia đình đó, à, là họ coi lại thêm là 30 phút nữa, họ đọc cái kết quả đó cho tôi biết. Bạn có biết bao nhiêu tiền không? Cái bill đầu tiên tôi gặp một tiếng đồng hồ 330 đồng. Cái bill thứ hai gặp 30 phút 180 đồng. Với một cái bill là 5 X-ray đó, theo cái bill đó là 980 đồng, bảo hiểm trả cho tôi 620 đồng, tôi trả lại 320 đồng nữa. Tôi nói cho bạn biết là cái giá mà phải trả về y bảo hiểm y tế rất cao. Cao. Mà chưa kể là những cái trường hợp mà bảo hiểm y tế đây, tôi nói cho bạn biết nè. Nha. Chắc bạn là cũng trong sinh hoạt trong cộng đồng, tôi thì không sinh hoạt trong cộng đồng người Việt đâu. Nhưng mà tôi đi chơi rất nhiều. Bạn cứ hỏi là những người mà thí dụ như là làm bưng phở hoặc làm phục vụ trong những quán ăn, hoặc là những người mà dealer mà chia bài trong những sòng bài casino đó, họ trốn, họ không mua, họ không mua và bảo hiểm đó. Khi khai income cuối năm chính phủ phạt bao nhiêu? Lần đầu tiên phạt anh 600, lần thứ hai lại phạt anh 1.500 năm thứ hai nếu anh không tiếp tục anh không mua. Để tôi nói cho bạn biết về bảo hiểm y tế và tất cả các bạn nghe. Và cũng trên diễn đàn của anh Bằng Nguyễn tôi cũng nói, ở đây có David Lê. Cái bữa hội luận giữa là Tiger Nguyễn và một số là người nữa, có là em Đạt Trần. Thế nó đặt câu hỏi cho các bạn, đúng ra cái diễn đàn trên cái diễn đàn của Trung Vũ hôm trước là tôi nói, nhưng mà Trung Vũ không cho nói trao đổi riêng. Nhưng mà ở đây cái diễn đàn này tôi nói để cho các anh chị em ở trong nước và tất cả những người mà không biết phải hiểu. Đó. Là cái mức thu nhập của cái anh chàng làm nail nó rất là cao. Cái nghề này ở cái xứ Mỹ này là rất là hot. Có thể nói là một tháng họ có thể kiếm từ 3.000, 5.000. Tùy tiểu bang, tùy người, tùy tiệm, tùy cái location. Nhưng mà thực tế đi so sánh với một người công nhân ở Việt Nam làm với lương tháng 6 triệu, 8 triệu, 10 triệu. Quá khập khiễng. Nhưng mà tôi nói cho các bạn biết, ở đây có Tyson Mai này, đó, ở dưới Cali, báo chí dưới Cali đăng đầy chủ tiệm nail nhưng vẫn khai income thấp để ăn welfare, đem trợ cấp chính phủ. Họ khai khám phá ra đó, sở thuế họ khám phá ra, họ tịch thu cả nhà luôn. Và tôi nói cho các bạn biết, nghề nail ở đây là nghề tự khai income nha. Tự khai anh con ở đây có David Lê nghe. Tôi nói cho bạn biết, bạn đứng ở một cái góc này mà bạn không bao giờ mà biết ở góc kia, mà bạn cũng không muốn phô bày cái góc khuất của xã hội. Vì cái nghề nail đó, tôi nói bạn nghe, thu nhập 3.000 đến 5.000 một tháng, income từ 40.000 đến 60.000 một năm. Ok, rất tốt. Rất tốt. Nhưng mà thực tế họ có đóng góp cho cái xứ sở Hoa Kỳ này không? Hay là họ khai income thì chỉ có 10 mấy ngàn, 20 ngàn, trốn thuế, thành chức trốn thuế, cũng một hành động trốn thuế. Tôi nói ở đây là tôi cũng rất là mong mỏi là chính phủ, là chính quyền sở tại là nên truy cái này. Tôi nói cho các anh chị nghe, chứ các anh chị đến cái xứ sở này, các anh chị góp theo cái lời kêu gọi của người cộng sản Việt Nam. Sao không nghe rõ được tiếng này anh Tư? Chắc mạng bên anh Tư giờ yếu à? V
Rồi, anh Tư bị rớt rồi. Rồi, Sơn Tây đâu? Sơn Tây Khanh không?